nhà xem tâm để sẽ thả cá nữa nè. Này là nước mình mới mới ngâm được mấy ngày nên mình chỉ thả số lượng ít thôi, ngày mai mình mới thả thêm nữa nè, phòng có nhiều khi có sự cố thì nó sẽ không hay nên mình thả số lượng rất ít để xem nó sẽ như thế nào nè. Ở nhà ngắm mấy em nó mình mới thả vào nữa nè. Em cá rất là li ti. Từ xa thì các bạn thấy được cái chậu cá của mình ha. Mình quay quay cao lên cho cả nhà xem ha. Bây giờ cả nhà để kỹ thật kỹ mới thấy những em bé cá nhỏ xíu nha cả nhà, rất là bé, cá nó là cá con cho nên rất là bé nha cả nhà, siêu bé siêu cụ thể luôn. Này là mình thả lần này là đợt đầu tiên cho nên là mình theo dõi coi ngày mai nó như thế nào rồi mình mới thả tiếp nha cả nhà, chứ không thả một lần vô nếu nước mà chưa được thì nó sẽ chết hết, cho nên mình sẽ thả hết thôi rồi mình theo dõi coi nó như thế nào nè. Nhà giờ mình thấy con ốc không, con ốc này cả nhà, con ốc nó bơi, con ốc nhỏ xíu nó bơi nữa nha, nó bơi đi đâu không biết. Để mình vớt cá không biết sao vớt được con ốc này mới. Mai cả nhà theo dõi video này là xong, cái ngày mai mình sẽ cho cả nhà thấy mình cái video ngày mai mình thả thêm cá thì cái chậu cá của mình sẽ như thế nào nha cả nhà. Cả nhà có thể nhìn dưới đáy thau thấy có cái hiệu Duy Tân không cả nhà? Sản phẩm nhựa chất lượng cao, công ty nhựa Duy Tân. Công ty nhựa này thì nằm ở gần nhà mình nè cả nhà, cách 500m ở phía sau nhà mình nè. Công ty này chuyên sản xuất về đồ nhựa. Ôi có một em cá phóng tốc độ rất là cao từ trong hồ nước bay ra ngoài. Ôi, kiểu này nước thì phải xả nước ra bớt rồi, mực nước cao quá, cao quá mấy em nó bay ra ngoài được luôn. Mình xin tắt video để bắt nó vô, nó nhỏ quá không bắt được cả nha.